Hôm nay Ri sẽ hướng dẫn cho các bạn cách viết calligraphy bằng một loại ngòi mới nha. Đây là bút Monami Plus Pen có tổng cộng 48 màu, giá rất là rẻ. Ngòi bút trông như thế này đây, khá là cứng. Do đó nếu viết bình thường nó sẽ ra nét khá là mỏng và đều, nhưng ấn xuống thì cho ra được nét đậm. Để viết cali bằng bút này thì các bạn nhớ là cầm ở khoảng này nè, đừng cầm gần ngòi quá. Đồng thời bút nghiêng 45 độ hoặc gần mặt giấy hơn bình thường một chút. Cầm bút mới trong tay thì việc đầu tiên phải tập nét cơ bản. Ngòi Monami cứng nên phải dùng gấp đôi lực mới nghiêng được ngòi và ra nét đậm. Nó cũng khá rít trên giấy nên các bạn nhớ dùng giấy thật láng để không cào nhiều gây khó khăn. Chữ nên tập trong vòng kẽ 5mm là vừa. Khi các bạn viết được tầm 10 phút thì đã quen đè lực mạnh rồi. Từ đó các bạn sẽ thấy cái ngòi nó bị nghiêng đi một chút xíu nè. Các bạn cứ nương theo độ nghiêng này để viết, đừng nắn nó lại nha. Khi ngòi nghiêng đi rồi nó sẽ không trở lại như cũ. Lúc đó nét thanh cũng dày hơn một chút, viết ra được chữ nhìn nhỏ nhỏ xinh lắm. Tuy nhiên các bạn cũng đừng cố đè cho nó cong thêm vì dù gì cũng là ngòi cứng, đè quá sợ nó gãy á. Rồi up bản chữ này lên Instagram, các bạn nhớ lên highlight để xem nha.